Vâng, âm thanh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong buổi sáng của ngày 5 tháng 1 năm 2020, cửa hàng âm thanh Lê Hạnh rất vinh dự được chào đón một vị khách hàng đến từ Bắc Giang. Và chú trước cũng đã sắm những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp rồi. Và trong thiết bị audio của chú thì ngày hôm nay chú lựa chọn thêm cho góc chơi của mình là một chiếc âm ni Nukman 5N505U còn nguyên thùng, mặt vàng côn. Vâng, vậy sản phẩm thì đã được chú cùng với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thẩm âm và kiểm tra chi tiết rồi. Khi những vị khách hàng đã đặt niềm tin bên cửa hàng thì quý khách hàng cũng lựa chọn được những sản phẩm rất là ok luôn. Bởi vì những sản phẩm đã được trên diễn đàn và những anh em cùng chơi đánh giá rất cao về những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì cô chú về với cửa hàng cùng với một anh lái xe đã về trực tiếp để chiêm ngưỡng những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Và chú cũng đã sắm cặp loa Pure S955 35 mã của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Thì ngày hôm nay chú lựa chọn thêm một chiếc âm ni Nukman N505U Gold. Vâng, sản phẩm thì vâng, có vị khách hàng thì xin được giấu hình. Và đây là cô chú nhé, cô chú Hà, chú đến từ Bắc Giang. Và trong ngày hôm nay thì cô chú cũng đã về trực tiếp cửa hàng, được chiêm ngưỡng những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Và chú Hà về với cửa hàng cháu lần thứ mấy rồi nhỉ chú nhỉ? Lần thứ ba. Và lần nào thì chú cũng đã sắm được những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Và có một cặp loa thì 955 là cửa hàng chở trực tiếp lên tận gia đình cho chú. Thì chú cũng rất là ưng ý với những thiết bị audio bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì sản phẩm audio bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh chuẩn bị lại có mặt tại gia đình chú trong góc chơi của mình. Và cửa hàng thông báo hàng về trong buổi tối ngày hôm qua thì cũng có lướt qua những sản phẩm là được những vị khách hàng chốt đơn. Sản phẩm thứ nhất được vị khách hàng đến từ Hà Nội đã chốt một chiếc đài Victor V5. Và còn sản phẩm nữa thì cửa hàng cũng để clip sau, cửa hàng sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Anh Tuấn ngày nào sẽ được lên hình. Vâng, đây là một sản phẩm mà chú Hà cũng đã lựa chọn bên cửa hàng này. Một chiếc âm ni Nukman N505U có mặt vàng gold. Vâng, chiếc âm ni thì còn nguyên thùng hộp, quý khách hàng sẽ không xa lạ gì với những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp nữa. Không thùng cũng rất là đẹp rồi, và vẻ đẹp của những sản phẩm có thùng thì chắc chắn là phải đẹp hơn rất rất nhiều. Và đây cũng là sản phẩm mà chú đã ưng ý, và cửa hàng cũng hôm trước cũng quay cho chú xem một chút qua về thông báo hàng về, và chú cũng đã lựa chọn ngay khi cửa hàng đăng clip lên. Chú rất là ưng ý luôn, một chiếc âm ni Nukman N505U Gold. Và U Gold thì rất là hiếm nhé, dòng Nukman N505 thì thường là có mặt màu trắng. Một mặt màu trắng thì cũng có vẻ đẹp khác biệt và vẻ đẹp riêng của những sản phẩm như vậy. Vâng, đây là thùng hộp của sản phẩm này, tất cả phụ kiện đi kèm còn nguyên, dây nguồn zin này, cáp tono và khiển thì cửa hàng đang để trong kia. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Và cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin gửi lời cảm ơn đến chú Hà cùng với cô chú về trực tiếp với cửa hàng ngày hôm nay thì đã được sắm những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp rất là ưng ý. Xin thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.